Rồi, ok, chúng ta lại quay lại với dự án của chúng ta nào. Hôm nay thì mình đã hoàn thành xong được cái giao diện của trang chủ của chúng ta rồi, đúng không? Thì cũng không có gì, mình làm thêm cái mấy thằng liên hệ nữa thôi, theo những kế hoạch ban đầu. Và mình làm cái footer ở phía dưới này, và nó có một cái tuyên bố bản quyền ở cái chân trang. Thì cái footer này thì nó cũng, mình có nói qua cái video trước thì nó cũng có cái chức năng là tương tự những cái thằng header này này, nó sẽ giúp cho khách hàng là những người khi người ta kéo lăn con chuột xuống như này, người ta có thể điều hướng, người ta có thể điều hướng ở đây, hoặc là nó sẽ có những cái thông tin bổ sung đấy. Nhưng mà ở cái dự án của chúng ta thì nó đang ở trạng thái đơn giản, thì nó chỉ là mình chỉ để nó một cái menu thôi đấy. Vậy là cơ bản đấy, thì cái giao diện của trang chủ là chúng ta đã hoàn thành đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, nó rất là đơn giản nhé. Đấy, về tôi này, kinh nghiệm dự án đúng không, và liên hệ xong đấy. Và cái phần đăng nhập này thì chúng ta sẽ làm sau. Thì kế hoạch tiếp theo ấy, là chúng ta sẽ làm cái trang chi tiết, để khi khách hàng vào trang chi tiết đấy, thì khách hàng sẽ xem chi tiết sản phẩm và mua hàng ở trong đấy. Đấy. Đấy, chúng ta thử lướt từ trên xuống dưới xem nào. Ok chưa? Vậy là ổn rồi đúng không các bạn? Đấy. Thì những bạn nào mà chưa biết gì về lập trình ấy, thì hãy tự tin nhé, hãy tự tin. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu về nó thì cứ tự tin đăng ký cái khóa học của mình. Thì mình sẽ cùng các bạn để chúng ta, mình cam cam đoan với các bạn là để làm ra một cái trang như thế này cho đến lúc này thì nó không có gì là khó cả, chỉ với những kiến thức rất là cơ bản thôi là các bạn đã làm được rồi, đúng không? Tất nhiên là câu chuyện của chúng ta thì nó đang còn rất là dài, bởi vì nó chỉ mới là những cái bước đầu của cái phần front end thôi. Ok, đây là cái phần giao diện. Cái thứ hai là mình đã làm cái responsive cho nó. Responsive là nó như thế nào thì các bạn, responsive tức là khi mà khách hàng họ dùng các cái thiết bị khác nhau ấy, nên cái kích thước màn hình khác nhau ấy, thì nó sẽ thay đổi cái bố cục để cho khách hàng họ họ trải nghiệm nó tốt hơn đấy. Đó là gọi là khi chúng ta làm responsive. Cơ bản là responsive là chúng ta sẽ làm cho cái website của chúng ta tương thích ở trên các cái thiết bị màn hình khác nhau. Thì ở đây mình cũng đã làm responsive rồi. Thì đối với một cái trình duyệt web ấy, mà các bạn muốn kiểm tra cái responsive ấy, thì các bạn sẽ click cái chuột phải. Đấy, các bạn sẽ click cái chuột phải này. Đấy, các bạn ấn vào cái chỗ kiểm tra này. Đấy, cái xem nguồn trang và kiểm tra là hai cái chúng ta sẽ hay 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 dùng. Đấy, các bạn xem kiểm tra này. Đấy, thì các bạn thấy là nó đang ở trạng thái là responsive. Đấy, các bạn thấy chưa? Responsive tức là các bạn này, màn hình thay đổi này, các bạn thấy chưa? Đấy. Khi chúng ta thay đổi này. Rồi, thấy chưa, các bạn thấy chưa? Đấy. Thì các bạn kéo xuống. Đó là mình đã làm responsive rồi. Giống như kiểu cái này. Đấy, đúng không? Cái này cái lúc chúng ta đang để đây thì nó đang là bốn cái sản phẩm, chúng ta kéo xuống đây thì nó chỉ còn hai thôi, nó chỉ còn hai thôi. Nếu chúng ta kéo xuống nữa thì nó chỉ còn một thôi. Đấy, các bạn thấy không? Kiểu vậy, đó gọi là chúng ta làm responsive. Đấy, tất cả cái này thì mình đều đã làm responsive cho nó rồi. Đây, chúng ta thử này. Đấy, nó cũng responsive cho chúng ta. Ok chưa? Rồi. Làm responsive và mình cũng đã làm thêm cái việc xử lý cái này, tức là các bạn hình dung ấy là khi mà cái giao diện của chúng ta là giao diện máy tính, thì các bạn có thể để cho cái header, cái thanh nav nó nằm ngang, nav nó nằm ngang cái thanh mà menu này này. Nhưng mà khi nó các bạn mà khách hàng người ta dùng ở trên điện thoại thì các bạn để đây thì nó sẽ không đủ diện tích. Nếu như các bạn cho cái logo và cái chữ này nó nhỏ thì nó sẽ không không được đẹp. Đấy, các bạn hình dung nó sẽ không được đẹp. Đấy, dẫn đến các bạn phải thay đổi cái bố cục của cái thằng header này. Đấy, các bạn sẽ chuyển cái thằng 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 menu này thành một dạng khác thế thôi. Thì nó sẽ không nằm ở đây nữa.
mà nó sẽ nằm ở phía bên này. Và khi các bạn dùng JavaScript, các bạn bắt cái sự kiện click cái này, nó sẽ lòi ra. Thì nữa mình sẽ nói qua phần nội dung để các bạn hiểu cái cách để chúng ta làm như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Thế thì mình cũng đã tranh thủ và làm được cũng khá khá cái đầu việc để xử lý cái trang chủ và xử lý cái menu này. Đấy, và làm responsive cho nó. Đấy. Rồi, thế thì đấy là phần chúng ta thành quả chúng ta đạt được đúng không? Đây là phần thành quả chúng ta đạt được. Còn xem về mặt giao diện thì có cần phải nói gì thêm không? Thì cái này cái project thì chúng mình đã nói, mình đã nói qua video trước rồi đúng không? Đấy, chỉ có cái chỗ liên hệ cũng không có gì, cái này cũng không có gì. Cái này nó cũng không có gì. Rồi, ok, thế thì mình sẽ chuyển qua để chúng ta nói về cái phần nội dung trong cái buổi học mà để làm cái này. Rồi. Đấy, ok rồi đúng không? Mình sẽ tắt đi nhá, mình sẽ tắt này đi. Đây, khi các bạn tham gia khóa học, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta sử dụng cái Canva này. Đấy, thì các bạn vừa vừa biết code mà các bạn lại biết cách sử dụng Canva luôn, để các bạn tạo ra những cái gọi là những cái ảnh để phục vụ cho cái dự án của chúng ta hoặc là dự án của khách hàng nhé. Đấy, cái này là mình đang thiết kế để mình làm các cái banner mà các bạn thấy là các cái ảnh thumbnail của mình trên YouTube ấy, là mình đang làm ở đây. Các bạn thấy chưa? Thì nó rất là dễ thôi. Mình cũng đã làm nhiều, có thời gian làm cái này nhiều rồi nên mình tự tin là mình có thể truyền đạt cho bạn những cái cách để chúng ta làm đấy, khi các bạn tham gia vào khóa học. Rồi. Quay vào cái chủ đề chính của chúng ta hôm nay. Thì mình đã nói qua về phần giao diện rồi. Thì cái tiếp theo là mình cũng đã phác họa ra những cái kiến thức mà chúng ta sẽ học trong cái buổi 4, là cái buổi mà chúng ta sẽ làm cái phần contact footer. Ở đây thì khả năng mình sẽ phải thêm ở đây là, ở đây mình sẽ làm responsive luôn đúng không? Vì cái này là mình làm responsive cho trang chủ luôn mà đúng không? Ở đây mình sẽ để là responsive này. Trang chủ này. Đấy. Responsive trang chủ này thì nó cũng là một cái đầu mục chính, thì mình sẽ bôi đen nó đi. Mình sẽ bôi đen nó. Đấy. Những cái đầu mục nào để nó là cái thực tế cái của dự án ấy, thì mình sẽ bôi đen responsive trang chủ. Thì cái này mình sẽ bê vào đây. Đấy. Đây là cái kế hoạch buổi 4 của chúng ta đúng không? Để xem là nếu như mà chúng ta triển khai thì nó sẽ cần bao nhiêu buổi. Rồi, về mặt lý thuyết kiến thức thì cái phần tạo contact footer này thì chúng ta cũng sẽ vẫn làm những cái quen thuộc thôi. Về mặt CSS thì các bạn sẽ cũng không có gì đúng không? Cũng là những cái border radius. Radius tức là cái bo tròn này các bạn này. Border radius là những cái bo tròn này. Các bạn hình dung chưa? Rồi, vẫn là hover thôi, vẫn là hover thôi. Ở đây cái link này mình cũng có hover này, nhưng mà do mình để cái màu mờ đấy thì các bạn cũng thấy mình cũng để nó có cái hiệu ứng hover trong những cái link này. Hover ở đây. Rồi. Cái flex đó, flex và grid là hai hai cái khái niệm mà chúng ta sẽ rất là hay gặp trong quá trình chúng ta triển khai. Các bạn hình dung chưa? Đấy, cái này mình cũng dùng flex. Rồi. Cơ bản thì nó chỉ như vậy thôi. Về mặt CSS thì nó không có gì, bởi vì cái mục liên hệ và mục này nó dễ, nó không có cái gì hết. Không phải chỉ có cái này đâu mà toàn bộ cái trang của chúng ta cũng không có gì cao siêu hết. Kiến thức cơ bản là chúng ta đã làm được rồi. Rồi, thế thì ở đây cái JS này là chúng ta đã không dùng cho này, mình sẽ bỏ cái thằng JS này xuống như đây. Đúng không? JS nó nằm ở đây mới đúng. Tức là khi chúng ta làm cái thằng responsive trang chủ ấy, thì chúng ta phải cần thằng trang chủ thì kệ kệ nó đi, để đây cũng được đúng không? Cơ bản thì mình đang dùng thằng JavaScript là trong cái phần như thế nào, nó chính là cái phần mà mình có nói với các bạn là khi chúng ta xử lý cái phần mà thằng header này này, thì rõ ràng là chúng ta đã bắt một cái sự kiện, đó là sự kiện click. Chúng ta đã bắt một cái sự kiện click đây, nó là cái click vào cái thằng menu bar, thằng menu bar.
Về mặt HTML thì nó nằm ở đây, mình đã nói rồi, là tức là cái selector là nó sẽ trong JavaScript, nó sẽ bắt, nó sẽ gọi là nó chọn những cái element và nó bắt các cái sự kiện khi chúng ta tác động đến cái element đấy, giống như là input những cái button hoặc những cái thẻ HTML. Thì các bạn đấy này, ở đây mình đã để là cái menu đây, cái này mình đã dùng cái box icon này đúng không, là cái thanh menu đây đấy. Thế thì khi mà chúng ta bắt cái sự kiện này thì chúng ta sẽ dùng cái event listener đấy các bạn, chúng ta sẽ làm quen trong cái buổi này, chúng ta sẽ làm quen về cái biến luôn, khái niệm biến trong JavaScript luôn đấy. Selector đấy, tức là các bạn nghĩ, các bạn cứ hình dung cái luồng của chúng ta là trước tiên là chúng ta sẽ gán cho một cái biến menu bar, là chính là cái element này này, là cái thanh thanh bar đấy. Sau đó chúng ta sẽ bắt một cái sự kiện click vào thanh bar đó, và chúng ta sẽ thay đổi cái class. Cái toggle này này nó như kiểu là một cái, nó như kiểu là một cái công tắc đấy các bạn. Nó giống khi các bạn ấn vào đây thì các bạn nó hiện lên, mà ấn nữa thì nó lại, khi nào các bạn ấn thì nó hiện lên này, các bạn ấn nữa thì nó thụt vào, nó như cái công tắc ấy. Cái toggle ý nghĩa là như vậy. Thì mình chỉ nói qua cái hướng để chúng ta làm ở chỗ này thôi, là vì sao chúng ta làm như thế này và chúng ta dùng cái ngôn ngữ gì thôi đúng không. Đấy, cái này là chúng ta dùng JavaScript, chúng ta bắt cái sự kiện click vào cái thanh bar, và chúng ta xử lý cái sự kiện đó, đó là khi mà chúng ta click vào vậy thì cái chúng ta sẽ selector cái nắp, và mình sẽ thay đổi cái class của nó bằng cách là chúng ta dùng cái thằng toggle này, chúng ta sẽ thêm cái active vào đấy. Thì cái này khi vào đi vào khóa học thì mình sẽ cùng các bạn làm, thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Trước mắt là các bạn cứ hình dung nó đang dùng cái ngôn ngữ gì cái đã, và một số các cái hàm cơ bản, cái luồng của nó như thế nào đã đúng không. Rồi, ở đây là về mặt JavaScript rồi đúng không, selector toggle rồi này, khái niệm biến rồi này. Rồi, cái giới thiệu qua responsive này, cái này là quan trọng này. Responsive giới thiệu, responsive thì mình có nói với các bạn rồi đó. Responsive tức là cái mà để chúng ta thay đổi theo cái kích cỡ của màn hình đúng không? Đấy. Thì responsive thì đây mình đã tạo ra một cái file CSS là responsive. Đấy. Để mình xử lý những cái vấn đề về responsive ở đây. Thì cái cách xử lý như thế nào, tức ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái media stream này này, tức là nó sẽ tương ứng với các cái ngưỡng màn hình, cái matrix đây là ngưỡng, các bạn hình dung chưa, ví dụ như là cái màn hình ở đây nó là mình đang để là matrix là 99 pixel, thì cái container nó padding là trái phải 12 pixel. Thì các bạn hình dung này, đây này các bạn coi cái này, cái thông số pixel các bạn coi ở trên này, còn hình dung chưa, dù mình kéo này, mình kéo là bên trên này nó đang nhảy này. Ví dụ mình kéo nó về 1.000 nhá, 1.000 này, cái ngưỡng của mình đây nó đang là 999 thì nó sẽ có một cái padding. Nếu như mà nó đang ở ngưỡng 1.010 thì nó không có padding, các bạn thấy không, là cái này, hai cái này nó đang tràn ra này, nó đang tràn ra, nó không có một cái padding ở đây. Nhưng nếu mình kéo xuống nhé, mình kéo xuống là xuống 1 volt đấy, các bạn thấy chưa, kéo xuống như 999 cái là nó có một cái padding 12 pixel hai bên này liền. Đấy, tương ứng như cái này thôi, mình mà kéo lên nó không có này, các bạn kéo xuống thì là nó sẽ có đấy, các bạn thấy chưa. Đó rồi, đấy đấy là cái cách để chúng ta xử lý. Ví dụ như nó đi xuống sâu một chút nữa đúng không, ví dụ nó xuống sâu một chút nữa, các bạn thấy là nó xuống sâu một chút nữa đấy, còn xuống sâu một chút nữa là đây mình đang để cái ngưỡng là 800 đúng không, 800 đấy, 800 thì nó sẽ nhảy ở đây. Bởi vì trường hợp mà mình không không để nó nhảy, mình cái này mình comment nó lại, mình comment nó lại đúng không, thì nó đến đến đây rồi là mình cảm giác là nó đấy, các bạn thấy chưa, nó sẽ nhìn nó không được đẹp đấy, nó sẽ vỡ đấy. Cho nên là tại sao chúng ta lại phải đến cái ngưỡng tầm 800, thì mình lại cho cái này nằm ngang, là nó sẽ fix dọc đấy. Đó là
cái cách mà chúng ta sẽ làm cái ribbon shift đấy là chúng ta cũng sẽ kéo các cái màn hình này trên cái này để chúng ta xử lý. Thì ở đây chúng ta xử lý bằng cái media stream mình đang dùng cái này. Đấy, tức là ở mỗi hướng màn hình thì chúng ta sẽ CSS riêng cho nó. Đấy, bạn thấy chưa? Ví dụ ở đây này là mình ở trên màn hình desktop ấy thì các bạn thấy là mình đang để nó có cái ngôi sinh viên folder này này. Nhưng mà khi mình kéo xuống ấy nó mất rồi. Bởi vì khi mình xuống đến 800 ấy là mình đã cho cái banner name này, này nó display none. Đấy, các bạn hình dung chưa? Thì khi các bạn CSS ở đây trong cái này nó sẽ ưu tiên nó xử lý cái này, nó sẽ ưu tiên nó đọc cái CSS trong ngày trước. Thì nó sẽ non, bởi vì trên màn hình điện thoại thì nó càng đơn giản càng tốt. Nó không nên quá nhiều các cái chữ thì nó khi người vào người ta nhìn người ta sẽ rối mắt lắm. Đấy, màn hình điện thoại thì theo mình các bạn nên để nó nhỏ. Nó đơn giản thôi. Đấy. Đấy, bạn hình dung chưa? Rồi mình xem cái ribbon shift mình có cần phải nói thêm cái gì không đấy, thì cơ bản nó là như vậy thôi. Cơ bản là các bạn cứ hình dung là ribbon shift là cái gì và cái cách để chúng ta làm nó như thế nào thôi đó. Và chúng ta sẽ dùng cái công cụ cái trình duyệt này để chúng ta test luôn chưa. Rồi ribbon shift cơ đoạn cái liên hệ này thì mình sẽ để nó sẽ trùng với cái chỗ dưới này thôi đúng không? Để cái này còn cái tải CV này thì bởi vì mình cũng tham khảo một cái mẫu ở trên mạng ấy, thì mình thấy người ta đang để cái tải CV này thôi. Thì nếu mà cái này mà thực sự nếu mà không cần, nếu mà trong cái dự án của chúng ta nó không cần hai cái button này thì chúng ta cũng có thể bỏ nó đi hoặc chúng ta thay liên hệ thì nó ok. Tất nhiên nó cũng liên quan đến cái phần thẩm mỹ nữa, hoặc là các bạn để đây các bạn có thể để nó là đăng nhập cũng được hoặc là một cái trang gì đấy. Đấy. Hoặc là ở đây các bạn để dự án của tôi liên hệ để tức là làm sao nó đơn giản nhất. À, ví dụ như ở đây là cái mục liên hệ đúng không? Cái liên hệ ở đây mình đang cái đăng nhập đây là liên hệ mình để luôn cái này đi. Address này đúng chỗ này là mình đang để button này. Đây mình để nó vào đây luôn. Cái tải CV là giống như ở đây là mình đang lấy một cái mẫu là như kiểu cái portfolio đó. Các bạn mình sưu tầm lên mạng thôi. Đây mình ấn liên hệ là xuống đây luôn đi đúng không? Mình xử lý như vậy cho nó khỏe. Đó, ví dụ ở đây mình để nó là dự án đi. Đây mình sẽ để nó là dự án đi à, hoặc là project đi đúng không, project đúng không à, project đây mình lấy cái thằng này mình cho nó đây thì xem như là coi nào, xem như là ở đây nó sẽ là project, đây là liên hệ. Để tiếng tiếng Việt đi nhỉ, chỗ tiếng Anh với tiếng Việt thì nó cũng hơi kỳ đúng không? Dự án này. Liên hệ rồi đây đúng không? Mình là code này, như đây các bạn dự án này nó kéo xuống đây đúng không? Đấy, về tôi nó kéo lên này, rồi liên hệ nó kéo xuống như này. Vậy đi cho nó gọn cái dự án chúng ta cho nó gọn đúng không các bạn? Đấy, thì theo mình như vậy nó hợp lý hơn, bởi vì cái mấu chốt của chúng ta là giới thiệu xong xuôi hết rồi, rồi khoe mẽ một chút về kinh nghiệm bằng cấp này nọ đấy, rồi là ấy quá, thì cái quan trọng nhất của chúng ta vẫn là cái thằng dự án này, bởi vì cái này là khách hàng họ sẽ vô xem, họ mua hàng của chúng ta ở đây đây đấy. Thì video sau là mình sẽ cố gắng mình sẽ làm được cái chi tiết này, mình sẽ làm cái chi tiết này rồi. Xem còn gì muốn nói về thêm về cái kiến thức không nhỉ? Không có gì nữa đâu đúng không? Đấy, thì các bạn mình chỉ muốn nhắn nhủ các bạn là các bạn với một cái trang web kiểu như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể làm nhé. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy, thì cho nên là hãy mạnh dạn, nếu ai quan tâm thì hãy đăng ký khóa học để ủng hộ. Link khóa học mình để phía dưới nhé. Thì khi nào mà đủ quân số để mình thấy nó thời gian sắp xếp hợp lý thì chúng ta sẽ triển khai thôi. Để mình xem về mặt lý thuyết đây mình còn nói thêm cái gì không nhỉ? Cái Active Listener đúng không? Nó là chúng ta sẽ lắng nghe sự kiện. À, cái này thì mình sẽ dùng cái sự kiện click. À, cái chỗ này mình là quan trọng này. Cái chỗ mà khi các bạn xử lý cái chỗ này thì nó liên quan đến cái position nữa. À, nó liên quan đến cái position nữa đây. Mình đang dùng một cái position fit để mình cho cái thằng này nó ẩn phía sau đây. Thì ở đây mình đã để yêu luôn này.
CSS này là nó sẽ có thêm cái thằng position này. Position rất quan trọng. Đấy. Position. Rồi, ok, cơ bản vậy thôi. Vậy là chúng ta có buổi 1, buổi 2, buổi 3, buổi 4 tương ứng với phần một số các cái nội dung đúng không? Tạo header, banner, inbound, experience project, contact, footer, cái bọn xích trang chủ xong. Đấy. Đấy, giờ chúng ta chỉ làm đăng chi tiết nữa thôi. Ok, cũng 20 phút rồi, đúng không? Giờ này cũng tranh thủ để làm về nên là chỉ tận dụng như thế thôi. Còn làm khi mà chúng ta đi sâu vào chúng ta làm thì nó sẽ giải thích kỹ hơn, chi tiết hơn. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.